Hằng ngày tôi gặp con này sống là tôi phóng sanh. Hôm nay ngư dân bắt con chết về bán làm đồ ăn cho đáy cá nó ăn, giống như là nó nuốt dây thun vậy đó. Nó vừa ăn nó vừa vũ. Vũ cái gì không biết nữa. Lười nữa, ngủ mới vừa ngủ dậy ăn uống kiểu lười biếng. Để làm nước sạch sạch tôi quay cái phim rồi. Chịu cực cái coi coi có được cái view nào không. Kiếm ít tiền nữa nuôi nó chứ. Có ai ủng hộ đâu trời. Muốn phá sản gì bảo tồn động vật hoang dã mà giờ chưa có thấy ai ủng hộ, toàn là ganh tị không, toàn là ganh ghét không, làm không được là ghét người ta. Còn mấy người khoe của khoe tiền á, thì ủng hộ ghê thật. Vô đây ăn cho đẹp nè con. Vô đây ăn cho đẹp cái chương trình. Mày ăn gớm quá, thế giới họ coi vô họ, họ khinh thường Việt Nam hiểu không con. Leo vô đàng hoàng, mở nước nhỏ nhỏ rồi ăn nè. Đó, đẹp không? Cho anh cái phim nét nét rồi nè, chú ý vô lo ăn rồi xong lâu lâu nhìn vô màn hình cái nha. Ăn đi, bắt đầu diễn đem ấy, diễn trong này, diễn trong thao, diễn trên quần áo của tôi hả? Cái thằng này hư, biết ngay ý đồ của nó liền, vừa ăn mà còn vừa chơi dơ nữa. Đổi hướng quay thì hả, từ từ thôi, nhanh quá người ta quay camera theo không kịp. Nè, lia nè. Focus vô con cá nè. Hả, miệng rộng rộng ra. Thì giấu cái mặt rồi còn cái gì nữa cái phim. Nó hành tôi lắm. Tôi mua về cho nó ăn tôi không ngại vất vả mà nó còn hành tôi quay phim nữa. Ít ra được cái view cũng được con. Đáng thôi. Con ăn cho có giá trị cuộc sống của con cá đó chứ con. Ta chết làm thức ăn cho con rồi. Đang ăn cá đối nha. Cá đối trong thiên nhiên nhiều lắm, nó đẻ cũng nhiều nữa. Cá đối không có tuyệt chủng đâu quý vị. Nhưng mà nó là thức ăn của con mắm này. Bên Nhật nó ác. Rái cá nó nuôi mà nó còn khử mùi hôi. Nó chích thuốc cho con rái cá mất mùi hôi, giảm tuổi thọ. Chứ rái cá bình thường nó hôi lắm, làm gì ở trong nhà được. Cá mà giờ còn bị bắt làm thú cưng cũng tại Seoul, mà bên Nhật bắt trước tại Seoul. Các bạn biết tôi đăng clip lên rái cá Việt Nam 2014 trên thế giới, ai đăng bắt trước theo Seoul nghe lời tổ chức bảo vệ động vật Việt Nam tắt hết tương tác của kênh, banh luôn. Cái lúc mà quay lại cái 3 năm sau quay lại cái thôi thấy rái cá bị biến làm thú cưng khắp thế giới luôn, hay không? Bởi vậy tôi đi theo con đường của tôi không nghe lời ai, làm mẫu cho các bạn coi để biết. Tôi giúp cho Việt Nam nổi tiếng xong rồi giờ là giúp cho Nhật Bản nổi tiếng tiếp. Cũng vì Việt Nam có tính ích kỷ, phân biệt á. Đáng lẽ Tiêu làm được việc này thì phải ủng hộ tôi không? Nó kiếm chuyện với Tiêu, nó làm không được nó kiếm chuyện với Tiêu. Cho quả báo chơi gì đó. Bồ Tát gì mà Bồ Tát thị hiện á, Tiêu thương Tiêu lắm, cho tôi có nhiều phước đức để chịu khổ thay Tiêu luôn.